thấp cờ diệu vương ông chứng đan phiên đi ngã tích tàng cũng sàng kim phục hoàng lực cận thánh chúa tiên chủ đồ cho đệ tử hành thông mọi bề bốn mùa phẳng phẳng tan qua tôn phục như lai nghiệp khai khai thân nhân khai thân nhân chiếu quang minh khai nghi ý tinh thanh khai khẩu khẩu thông thuyết khai tâm tâm hoan nghỉ khai thần túc năng tụ hành súng nhan thâm kỳ diệu khai quang chứng mã hủy đồng tử cứu dây nhân gian cứu đâu thời lấy được ta đâu lấy được ta cứu đâu thời lấy được ta dẹp hết ta quỷ phạm nhan nhiều thể thông mây cưỡi gió đi về cưỡi gió đi về thông mây cưỡi gió đi về đi ra thiết bàn đi về trần thương ra ngoài trần thế biết tay Phật tổ truyền ban ông về dân anh phù lấy dấu hành thù ông về lấy dấu hành thù niệm dấu dấu niệm niệm của mùa linh linh thật phù rằng tay cứu độ gia đình cứu hộ gia đình đầu về bảo gia đình sau ra thu chắc chắn nghĩ ta tin chỗ này xa hoài chẳng thể biết tay chẳng thể biết tay cao chẳng thể biết tay vượt lên đồng tài cứu dày trần gian cứu cho đâu đấy được à vàng sớ dâng lên đi thành ông tông bồi chép biên rõ ràng phê cho đôi chữ trường sinh nhị tự trường sinh phê cho nhị tự trường sinh nhớ chữ phú chữ quý thang minh thọ trường phê cho sức mạnh đôi đường thần tôn phu nhìn hai điểm hai nhân khai thân nhân chiếu quang minh hai nhị nhị tinh thanh hai tấm tấm hoan nghỉ hai thần túc năng tụ hành số năm ở trời tăng cao số năm ở trời kim ngân vàng sơ hình hải tiết dâng hướng về
sự tin biệt ý nam chân thị ý. Anh đế vương kê thế minh chỉ bình bình nghe thiên trường tức mắc bị dành nghe sơn hà dục tu cho thủ nhang đồng đồng tăng phúc tăng thọ ha, ban khen cho pháp sư
tròn vành rõ chữ kêu thấu tống nổi ha. Ban khen cho các thủ nhang đồng đền đồng điện cung đàn tiếng hát tay quỳnh tay quế các ghế không sực cửa ta ha. Ban khen ha thủ nhang họ Phạm ha, người của ta của ta ha. Thế mà ngày nay tháng này đã chọn ngày lành tháng tốt ngày tốt tháng lành vừa thiết quả lễ. Tờ đơn canh sớ tờ buồm cánh trạng ấu đối thiên bình thỉnh Phật tuyên kinh cung nguyên bình thần tam tứ phủ thỉnh ta lại bái ta về bản đền bản phủ nơi đây ha. Thế mà ta dáng đền dáng phủ dáng phúc lưu ân ta dáng dương đồng đấy họ Phạm ha. Ban răng ban diện ha, cao tay bói giỏi tay quyết ha. Ta cho bắt quyết trừ tà cứu khổ độ cho trần gian ta cho cứu đâu được đó ha. Thế mà nhất tâm vạn tưởng tâm cầu nơi cửa Phật thánh ha. Thế mà nhất tâm mà nhận lệnh cửa ta ha. Thế mà ban danh ban diện ta ban cho trên ba cõi phàm trần ha. Lộc ăn lộc nói lộc soi lộc bói ha. Ta cho cứu khổ độ cho trần gian ha. Cho tiếng thơm thì được đồn xa ha. Thế mà ban khen ha. Thế mà chính lễ đệ đàng ha. Họ thị khánh ha. Lên cho ta ha. Ha. Căn cao số lặng ha, mà căn đồng số lính ha. Cung số của nhà ngươi ha, cả đời đã biết cung phụng cửa ta chưa ha. Cung số của nhà ngươi phải bắc ghế ta ngồi bắc ngang ta ngự ha. Thế mà để khi ta hạ đao xuống ha, mới thỉnh cầu về cửa ta ha. Ta chỉ đường dẫn lối cho ha, để gặp thầy chỉ đường dọn bước cho để tấu thỉnh cửa ta ha. Ta cho ăn cho nói ta cho ha, công thành danh toại bao nhiêu năm qua ha. Thế mà để ha, độ nhà độ cửa ra đi ha. Nay đã biết quyền ta phép ta chưa ha. Thế mà ngày nay tháng này, thế mà nhất tâm vạn tưởng tâm cầu về bản đền bản tự nơi đây. Cung phụng cửa ta mà hoa mang tiếng tống ha. Thế mà ta chính lễ đệ đàng ha. Ta ban danh ban diện cho nửa đời còn lại ha. Gia chung gia đạo ha, trên bảo dưới nghe trên đe dưới sở ha. Để cho cung số ha, nhà nào ha. Để cho mẹ tròn con vuông ha. Ta cho cung số để cung phu thê quay đầu trở về ha. Để ta đổi cung đổi số, ta đổi sổ Lan Tào, ta đổi sổ Trần Gian ha. Cho cung phụ ha, thế hệ đời con cháu ha. Cung phụ cửa đình thần tam tứ phủ cửa ta ha. Thế mà ngày nay tháng này ha, ta chứng lễ đệ đàng ha. Chứng tâm chứng lễ đường âm ta cất đường trần ta xe ha. Thì Khánh nghe chưa ha. Sẽ đoàn thành giá